Rồi xin chào các bạn, lại video thứ ba nói về địa bàn gọi là tỉnh Hà Nam đang có cái việc là đón sóng được cái dòng tiền của Hà Nội xuống. Thì mình phân tích cái video thứ ba này nói về cái khu vực Lý Nhân này. Vì sao lại phân tích, mặc dù mình phân tích đầu tiên là Duy Tiên, phân tích thứ hai là Kim Bảng, mà phân tích thứ ba nữa lại là Lý Nhân, mà lại không phải là thành phố Phủ Lý. Là thành phố Phủ Lý là giai đoạn 1, nó là ngon, nó đô thị loại 1, nhưng mà Phủ Lý nó tăng quá nhiều rồi, nó cũng đánh theo hàng của Sun rồi. Nên như học viên của mình ở khu đô thị Lam Hạ, rồi khu Osaka ấy là cũng đã nhiều rồi và cũng đã tăng được nhiều rồi. Nhưng bây giờ nếu mà các bảo các bạn vào thì nó cũng không hay lắm, đúng không ạ? Nói thì nó có tiềm năng thật đấy, nhưng mà cái thời điểm này thì mình cũng chưa lên vào. Còn cái khu mà ở Lý Nhân ấy, thì mình trước đây nếu mà các bạn có theo dõi mình thì mình đã nói với các bạn rồi. Ở Lý Nhân là cái vùng chiêm trũng, Lý Nhân và Thanh Liêm là vùng chiêm trũng, nhưng trong đó là Lý Nhân là ngon nhất. Vì sao ạ? Cái đơn giá là rẻ nhất so với thành phố Phủ Lý, nó chỉ mất khoảng 20 cây, nhưng đơn giá có những nơi lên 300 triệu, 400 triệu mét vuông, nhưng ở Phủ Lý vẫn có cái đất viện đất dân là 1-2 triệu, đất dự án bây giờ mới là 20 triệu, trên dưới 20 triệu 30 triệu. Và các cái khu công nghiệp như khu nghiệp Thái Hà 1, được chưa, khu nghiệp Thái Hà 1, khu nghiệp Thái Hà 2 là cũng đang làm rất mạnh, hạ tầng giao thông thì làm cực mạnh đấy. Hoặc là cái chỗ khu thị trấn Vĩnh Trụ ấy, các bạn mở rộng cái khu thị trấn Vĩnh Trụ rất là ok. Công nghiệp thì nó phải chiếm bao lâu này, gần như là hết màu vàng các bạn ạ. Nó chiếm đây mình đọc cái tỷ lệ là công nghiệp hóa ở đây nó khoảng tầm 36% các bạn, 36%, gần 50% đấy. Thì có một là thị trấn Vĩnh Trụ, hai là cái khu vực bằng thôn Mỹ Xuyên, xã Nhân Mỹ ấy. Các bạn tìm hiểu đằng đó thì nó cũng là vùng lõi của khu công nghiệp, nó là khu công nghiệp công nghệ cao Lý Nhân đấy nhá, khu công nghệ cao của Lý Nhân. Rồi nó cũng có các cái đại đô thị và có cái ngã 6. Thì các bạn có thể tìm ở bên cạnh cái thôn Mỹ Hưng nhá, xem nó có những cái đất đấu giá, đất dự án như nào thì nó ok. Từ giờ đến năm 2030 cái hạ tầng họ đang làm rất là đẹp, hạ tầng họ đang rất là đẹp đấy. Cả một cái khu nữa là cái khu này gọi là khu Thái Hòa giai đoạn 1, thì đằng sau đấy nó giáp với Thái Bình ấy, đằng sông Hồng ấy, thì nó có một cái khu là khu sân gốc, thì nó cũng sẽ có hiệu ứng ở đấy, và cũng có cái cầu đi qua bên Thái Bình, và có một cái cầu tiếp theo nữa cơ nhá, cầu tiếp theo nữa cơ, nó đi qua cái thôn Trần Hương ấy. Thì các bạn có thể tìm hiểu. Thì ở Lý Nhân thì cái đơn giá nó còn rẻ, cái vị trí này giáp với Hưng Yên, giáp với cả Thái Bình, đều là phát triển công nghiệp và giáp với cả thành phố, vùng chiêm trũng ở đơn giá rất là đẹp, nó lại khai thác được cả đường sông nữa các bạn ạ, có nghĩa là có cảng, bởi vì nó có cái sông Hồng, và cái sông này là cái sông gì Giang ấy nhỉ, mình không biết là đây là cái sông gì cơ các bạn ạ. À, sông Châu Giang các bạn. Đấy, có thể nó cũng vẫn khai thác được cái đấy. Thì các bạn có thể tìm hiểu. Và cái khu công nghiệp như ở Đạo Lý, Đạo Liếc này thì nó đang mở rộng, nhưng mà trước mắt nếu mà các bạn đầu tư được thì các bạn đầu tư vào chỗ thị trấn của Vĩnh Trụ, cái vùng mà đằng Hà Phương, Hà Phiếc ấy, là các bạn đầu tư là sẽ ok nhá. Hà Phương, Mạnh Hùng ấy, thì cái đấy nó đang là vùng chiêm trũng, khi mà mình lên video thì các bạn có thể xem xét cái điều đó. Còn học viên của mình thì chắc nhiên là mình cũng đã là phân tích và order cho người ta là lấy ở đấy rồi. Bởi phí order chỉ có 2% thôi mà, nhưng tất nhiên là tài chính là trên 10 tỷ trở lên nhé. Còn nếu mà các bạn mà không order, không có đủ tài chính để đầu tư cái order ấy, thì các bạn có thể đầu tư, để có thể đăng ký có dịch vụ tư vấn, mình sẽ hỗ trợ chỉ cho các bạn những cái chỗ đó để các bạn đầu tư. Vì đơn giá nó vẫn còn rẻ, vị trí và cái địa thế. Đấy, vị trí và địa thế vẫn còn ok các bạn ạ nhé. Thì các bạn có thể tham khảo để đưa ra chiến lược đầu tư cho mình. Chúc các bạn đầu tư thành công.